Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị, mở đầu bản tin thời tiết hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục cập nhật những diễn biến mới nhất về vùng áp thấp trên Biển Đông. Tối hôm qua, vùng áp thấp trên biển phía nam của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vào hồi 19 giờ tối hôm qua, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 111,5 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông nam, mỗi giờ đi được 5 đến 10 km và có khả năng sẽ mạnh thêm. Đến 19 giờ tối hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới sẽ ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 200 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 giật cấp 9, tức là 50 đến 60 km/h. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, ở phía bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng sẽ mạnh lên để thành bão. Nếu như hình thành bão, thì đây sẽ là cơn bão số 4 trong năm 2021 này. Đến 19 giờ ngày mai, vị trí tâm bão số 4 sẽ ở khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và có khả năng sẽ tiếp tục mạnh thêm. Cảnh báo mưa dông gió mạnh trên biển như sau. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, ở vùng biển phía đông bắc khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa dông. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, vùng biển phía bắc quần đảo Trường Sa sẽ có gió tây nam mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Mọi diễn biến mới nhất về cơn bão số 4 này sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo. Mời các bạn chú ý theo dõi. Ngay sau đây là phần dự báo thời tiết chung cho cả nước trong ngày hôm nay. Rãnh áp thấp qua Bắc Bộ vẫn còn, nhưng vùng xoáy thấp lại di chuyển ra biển, hút ẩm từ đất liền ra theo. Vì thế ở các tỉnh miền Bắc trong đêm hôm qua, mưa đã giảm rất nhanh. Mưa chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi, nhưng đến sáng ngày hôm nay, miền Bắc cơ bản đã hết mưa. Trời sẽ chuyển nắng từ sớm, đến trưa và chiều hôm nay, trời sẽ có nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay cũng sẽ tăng nhanh, dao động từ 34 đến 35 độ. Nắng nóng sẽ xuất hiện ở khu vực phía đông Bắc Bộ, Hòa Bình và vùng phía tây của tỉnh Sơn La. Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ sẽ xuất hiện từ ngày hôm nay và có khả năng sẽ kéo dài trong 4 đến 5 ngày tới. Đến với miền Trung, gió Tây và Tây Nam tạo ra hiệu ứng phơn khô nóng vẫn còn hoạt động mạnh, nên trong ngày hôm nay, cả miền Trung trời có nắng từ sớm. Suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Khánh Hòa vẫn xảy ra nắng nóng trên diện rộng với mức nhiệt cao lên tới 35 đến 37 độ. Trong đó các điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn tập trung ở khu vực Thừa Thiên Huế trở xuống cho đến Phú Yên với nhiệt độ rất cao lên tới 39 đến 40 độ. Độ ẩm tương đối thấp phổ biến chỉ trong khoảng 45 đến 60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10 đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ kéo dài trong nhiều ngày tới. Với miền Nam, những cơn mưa rào và dông vẫn xảy ra về chiều và tối với vùng mưa vừa mưa to tập trung tại các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Còn khoảng thời gian từ sáng đến 13 giờ chiều, trời ở hai khu vực này vẫn còn nắng nhẹ. Nhiệt độ ngày hôm nay không có sự thay đổi nhiều so với ngày hôm qua. Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng 29 đến 31 độ, Nam Bộ là 32 đến 33 độ. Dự báo thời tiết phần đất liền ngày 3 tháng 8 năm 2021. Khu vực Hà Nội có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất là 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ,
Nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất là 27 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất là 35 đến 38 độ, riêng phía Bắc có nơi trên 39 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển ngày 3 tháng 8 năm 2021. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, phía Bắc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.